Một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện trên sân đồng Pleiku. Như vậy là bàn thắng đã được rút ngắn cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một tình huống thực sự bất ngờ. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Pha đi bóng tốc độ cùng một đường truyền vào trong của Hồ Tuấn Tài.